Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Mời quý vị chúng ta ngồi thoải mái. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi đi vào nội dung tiếp theo của Thủ Lăng Nghiêm, cha thầy có vài lời chia sẻ với đại chúng. Chúng ta nhìn thấy ở trong đời sống thường nhật có nhiều người phát ngôn rằng tôi sống miễn sao hợp với lương tâm, không có làm gì hại ai, không có làm gì sai trái là được rồi, cần gì đâu mà phải học đạo và tu hành. Những người phát ngôn như vậy, khi chúng ta hỏi lại rằng không có làm gì cho cũng hợp lương tâm mà không có làm gì trái lương tâm, vậy thì lương tâm nó là cái gì? Và người ta thường suy nghĩ lương tâm là một cái gì đó mà mọi người không có ai bài xích, ai cũng chấp nhận. Nhưng chúng ta quên mất rằng cái sự không bài xích và không chấp nhận đó, hoặc là chấp nhận đó, nó chỉ nằm trong phạm vi của văn hóa dân tộc. Nếu như một điều nào đó xảy ra ở trong văn hóa Mỹ, chúng ta thấy bình thường, nhưng ở trong văn hóa Việt thì lại có chuyện lớn. Ví dụ như chúng ta có một người bạn nam đến nhà thăm một người bạn nữ, người nữ đã có chồng, và người Mỹ này họ lại họ ôm nhau, họ thể hiện cái tình cảm trân quý, đó là chuyện bình thường. Còn đến Việt Nam mà ôm vợ người ta coi chừng, phải không? Coi chừng chạy không kịp, phải không? Đó, cho nên hai cái văn hóa nó khác nhau, sao gọi là hợp lương tâm hay là không hợp lương tâm. Cho nên những cái khái niệm như vậy nó không có phù hợp. Và có người nói rằng ô con ở nhà thờ cha thờ mẹ mới là chân tu. Nhưng mà thờ làm sao? Thờ làm sao? Thờ cha kính mẹ như thế nào? Cha mẹ làm việc xấu ác chúng ta cũng cứ thờ kính hay sao? Rồi có người nói rằng là tu tâm tu tánh được rồi, cần gì đâu mà rắc rối. Vậy thì giờ tới giờ đây chúng ta hỏi rằng cái tâm là cái gì và cái tánh nó như thế nào, nó ở đâu, nó lớn, nó bé, nó màu sắc, định vị, mùi vị nó làm sao, chúng ta mới biết đường mà tu chứ, phải không? Tu đơn giản nghĩa là sửa, sửa thì sửa từ cái này sang cái kia. Ví dụ như cái hình tròn sửa thành hình méo, hình vuông sửa thành hình tròn chẳng hạn như thế. Chúng ta phải biết nó như thế nào chúng ta mới sửa. Mà ở đây chúng ta không biết, không biết cái tâm mình là cái gì, nó ở chỗ nào, thì làm sao mà chúng ta tu tâm tu tánh. Do đó những khái niệm cho rằng là tu tâm tu tánh như vậy là không có đúng. Rồi có người còn nói rằng ô người đó là một người rất là tốt, tánh của họ rất nhân hậu, tánh của họ là tánh tốt. Cái tánh của họ là tánh gì? Cái tánh đó nó như thế nào? Đã. Tất cả những cái điều đó chúng ta không có một cái nhận định chính xác thì làm sao chúng ta tu? Cho nên bản thân thầy cũng thường thưa với đại chúng là chúng ta nấu nước mà không biết nấu cũng bị khét. Chứ đừng nói chi là chúng ta học, là chúng ta tu cả một tâm tánh của mình. Ở trong nội tâm của mình nó như thế nào, chúng ta tu sửa không có đơn giản đâu. Ngay cả niệm Phật cũng vậy, người có học, có tìm hiểu, có biết thì người niệm Phật nó hay hơn nhiều và niệm Phật thành tựu hơn rất nhanh. Còn không biết thì chắc chắn chúng ta không khéo tự gây tai họa cho mình. Do đó cho nên chúng ta nên phát tâm tìm hiểu cái tâm, cái tánh mình như thế nào qua kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm lần trước thầy đã trình bày cho các vị, Đức Phật đã 5 lần cật vấn A Nan, chất vấn A Nan, cái tâm nó ở đâu? Và bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ cái việc mà tôn giả A Nan thấy bằng mắt và yêu thích 32 tướng tốt của Phật bằng cái tâm. Và lúc bây giờ tôn giả A Nan đã nhầm lẫn cho rằng cái tâm ở trong thân này. Và chúng ta thấy Đức Phật lý luận rằng cái tâm thấy nghe hay biết nó có khả năng nhìn nhận và phân biệt mọi thứ. Mà nó ở trong thân, tại sao nó không thấy được ruột gan phèo phối mà nó có thể nhìn bên ngoài mới thấy được mà thôi. Do đó cho nên A Nan lập tức thưa Thế Tôn, nếu không phải ở trong thì có lẽ nó ở ngoài.
Và tôn giả anh đang cho rằng cái tâm nó ở ngoài, và thì Phật mới nói rằng cái tâm ở ngoài nó như thế nào, nó ở đâu, nó ở ngoài thân, và nó khi nó đi vào sao không thấy được cái gương mặt của mình. Nôm na câu chuyện Đức Phật đã giải thích như vậy, và chúng ta hiểu một cách khái lược như thế. Rồi thôi thì giờ tâm nó không có trong thân, cũng chẳng ở ngoài thân, thì tâm nó núp ở sau con mắt. Núp trong con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly. Do đó cho nên cái lý luận này cũng sai. Rồi Ngài đưa ra hay là nhắm mắt thấy sáng, mở mắt thấy tối, thì cho rằng đó chính là cái tâm, cái sáng cái tối đó chính là cái tâm nó thấy sáng thấy tối. Và Phật nói rằng vậy thì vào ở trong nhà tối không có ánh sáng mặt trời, không có đèn, không có gì hết, như vậy thì chính khác nào như là ở trong thân. Mà ở trong thân như thế thì cũng giống như là bàn ghế tủ rương, cũng giống đồng với gì với ruột gan phèo phổi của chúng ta hay sao. Cho nên khi thấy tối mà cho rằng thấy ở trong thân là không có đúng. Do đó cho nên tôn giả A Nan cũng không lý luận được nữa. Và cuối cùng thì sao? Cái điều thứ năm, tức là cái tâm khởi lên ý nghĩ gì, nghĩ thiện, nghĩ ác, thì tâm đó là tâm thiện, tâm đó là tâm ác. Chúng ta thấy tôn giả A Nan tiến bộ rất là nhiều. Ban đầu Ngài xem cái tâm giống y như là một cái gì đó, nó rất là rõ ràng, nó ở trong thân, vậy thôi, đơn giản là như thế. Nhưng mà đến đây thì bắt đầu cái khái niệm tâm của tôn giả A Nan tư duy càng ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều, chứ không phải là một cái vật thể nó ở chỗ này hay là ở chỗ kia. Hoặc là đến nỗi mà thấy nhắm mắt thấy tối, mở mắt thấy sáng, cho rằng đó là cái tâm, thì tôn giả A Nan cũng đã chuyển thể từ một cái tâm sơ cứng như một vật thể sang một cái tâm gì, cái tâm có sáng có tối. Và giờ đây Ngài nhận ra một điều nữa là gì, là cái tâm khởi lên ý nghĩ, và cái ý nghĩ đó hợp chỗ nào thì cái tâm xuất hiện chỗ đó, trong lý luận đó cũng không có đúng. Như vậy thì chúng ta học Thủ Lăng Nghiêm đến đây, tất cả những ai mang tà kiến tương tự như vậy, chúng ta lập tức bị tiêu trừ. Người nào nghe được giáo nghĩa này thì phải từ bỏ những suy nghĩ đó, bởi vì suy nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm, nhận định sai lầm về cái tâm. Và một khi đã nhận định sai lầm thì chắc chắn chúng ta sẽ tu hành sai lầm. Tại vì sao? Sai một ly đi một dặm, nhận định đã sai thì bắt tay vào sửa làm sao mà đúng được. Do đó cho nên chúng ta hôm nay tìm hiểu lần thứ 6, Đức Phật cật vấn tôn giả A Nan cái tâm nó là cái gì, nó như thế nào. Tôn giả A Nan lúc bây giờ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong khi Thế Tôn bàn cái nghĩa thật tướng với các vị Pháp Vương Tứ như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nghĩa thật tướng ở đây ý nói rằng nghĩa vô tướng của các Pháp, mà nghĩa vô tướng của các Pháp này định nghĩa rất rõ ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tướng chân không của các Pháp, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, tất cả đều định nghĩa ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng ta không cần tìm hiểu nữa, chúng ta chỉ biết rằng đã là cái tướng chân không của các Pháp thì nó không có hình dáng, không có màu, không có mùi. Cái gì mà còn có khái niệm tướng ra được, vẽ ra được thì cái đó có hình dáng. Như lần trước thầy thưa với đại chúng ấy, thế nào là có và thế nào là không. Không là ngược lại với có. Cái có là cái mà chúng ta sờ mó được, ví dụ như cái dùi chuông là cái chúng ta có thể sờ mó được, chúng ta có thể nhận ra được hình dáng của nó, màu sắc của nó, độ cứng độ mềm của nó, đó gọi là có. Và ngược lại với cái có này là không. Cái không này do một cái tâm chúng ta tưởng ra, chứ thực ra chúng ta không thể nào sờ mó được hư không. Hư không vì nó không có gì hết mới gọi là hư không. Đừng nghĩ rằng không khí ở trong hư không gọi là hư không. Không phải, không khí nó là không khí, nó ở trong hư không. Chứ hư không bởi vì không có gì mới gọi là hư không. Còn một khi đã có thì phải là có cái gì đó, chứ không thể gọi là không được nữa. Hình dung được không? Hình dung kịp chỗ này không? Cái điểm này mà không hình dung ra thì thất bại đó.
Lông rùa có không? Hả? Không, mà tại sao chúng ta tưởng ra là lông rùa? Hả? Tại vì có con nào đó nó có lông và cũng có con rùa, cho nên chúng ta tưởng ra con rùa có lông. Có một số em thiếu nhi ở tại Sài Gòn hồi xưa thầy có làm cái khảo sát, thầy hỏi 1000 em thiếu nhi, thầy hỏi rằng á, con bò sữa màu gì? Con bò sữa màu gì? Là trên 500 em thiếu nhi trả lời con bò sữa màu trắng. Tại sao? Vì nó uống sữa, nó ta sữa màu trắng và nó nghĩ con bò sữa là màu trắng. Và hơn 300 em nói rằng con bò sữa màu đen. Không biết làm sao nó nói con bò sữa là màu đen. Còn có em thì nói là nó một nửa đen một nửa trắng. À, một nửa đen nửa trắng. Chứ nó không biết rằng là con bò sữa là nó vàng vàng trắng trắng đen đen. À, và có em thì còn nói rằng á, là con bò sữa nó một nửa trắng một nửa đen giống như con ngựa vàng. Tức là nó không có thấy con thực tế nhưng mà tự nó tướng ra. Cho nên rõ ràng do nó uống sữa màu trắng thành nó con bò màu gì, nó tự nghĩ ra con bò màu trắng. À, nhưng mà nó chưa bao giờ biết con bò là màu trắng hay màu đen thật sự. Cũng vậy, chúng ta không có thấy con rùa nào có lông, nhưng nghe nói cái con gì đó có lông và con rùa, có con rùa thì thôi, lông rùa và sừng thỏ. Tức là sản phẩm tưởng tượng, sản phẩm đó chúng ta tưởng ra mà thôi, chứ nó không có thật, nó không có hình dáng, không có màu mùi. Hư không nó là như vậy. Nó là một cái mà người ta hình dung ra rằng nó bao la rộng lớn, nó trùm khắp pháp giới này, nó trùm khắp mỗi nơi này, gọi là hư không. Như vậy thôi. Mà ngược lại với hư không là có. Mà ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng cái có và cái không nó là hai cái mặt đối lập với nhau. Chúng ta đang ở trong cái trạng thái có và không đối lập của các pháp. Còn ở đây Phật nói rằng tướng chân không của các pháp thì không có gì hết. Và thậm chí ngay cả cái sản phẩm tưởng tượng đó cũng không có luôn. Cho nên không thể nào đem một cái gì ra để trình bày, để vẽ ra hư không được. Một nhà họa sĩ giỏi nhất, người ta không thể nào vẽ được một cái gì? Vẽ tranh ở trên bầu trời. Không ai vẽ được vượt tranh trên bầu trời. À, mà người ta phải vẽ gì? Người ta vẽ cái áng mây. Người ta gọi là vẽ mây nảy tranh. Vẽ cái mây, tự nhiên người ta thấy đó là tranh. Phải vậy không? À, còn nếu như mà muốn vẽ cái tranh, người ta phải vẽ cái màu da trời màu xanh và chừa lại thì tự nhiên nó ra cái màu tranh, hay là ta quằn quằn trong đó hay lên một cái màu nào đó nó ra tranh. Nhưng mà thực sự thì người ta thường theo nguyên lý là vẽ mây nảy tranh. Có những cái điều mà chúng ta không thể vẽ ra được, tư tưởng chúng ta tự tưởng ra mà thôi. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của chúng ta cũng tự tưởng ra, chứ chúng ta không thể nào tiếp xúc và sờ mó nó được. Do đó cho nên cái tâm mà theo nghĩa thật tướng của các pháp ấy, cái nghĩa thật tướng của các pháp ấy, thì không thể nào mà dùng trí tưởng tượng được. Chỉ có khi nào tâm trí tĩnh lặng xuống tới mức tuyệt đối thì dạng pháp nó hiện ra. Cũng giống như hồ nước tĩnh lặng xuống tuyệt đối thì bao nhiêu hình ảnh phía trên nó tự hiện ra. Cái tấm gương không còn bụi nữa, bằng phẳng thì tự nhiên nó phát ra ánh sáng và nó có khả năng phản chiếu hình ảnh của muôn vật. Còn nếu như cái tấm gương mà bị rạn nứt thì gương mặt thật sự của các pháp không còn nguyên vẹn nữa. Tất cả đều sai trái. Cái sai trái đó tức là cái biểu hiện của cảnh giới luân hồi lục đạo đó. Ngài A Nan nói rằng trong khi Thế Tôn bàn nghĩa thật tướng với các pháp vương tử như là Văn Thù Sư Lợi, có lẽ rằng là Ngài A Nan lúc Ngài còn là thị giả, nghe đâu thì nhớ đó, chẳng cần phải suy nghĩ gì khác. Và con có nghe rằng, thế nói rằng Phật nói á, là tâm không ở trong, không ở ngoài. À, cho nên theo con nghĩ, nếu tâm ở trong thân sao lại không thấy bên trong?
Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm chẳng biết nhau. Điều đó là không đúng. Tại vì thực tế thì tâm và thân đều biết mà. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết là sự thật nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Bây giờ Ngài lý luận, Ngài dựa theo cái định nghĩa Phật nói về thật tướng mà Ngài lý luận. Tới chỗ đây nè, có một cái điểm mà chúng ta thấy rất là quan ngại cho chính mình. Cái đầu của chúng ta nó như một cái ly nước vậy đó. Cái chất nào mà nổi lên trên ấy là chúng ta biết trước, chất chìm ở dưới chúng ta không có biết. Trong Phật Pháp cũng vậy, chúng ta học tùm lum hết mà không có thứ lớp, không có sự hướng dẫn, không đủ phân biệt. Đó là cái pháp gì? Đó là cái pháp của nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Hoặc là cái pháp đối trị căn cơ gì, hoặc là cái pháp đỡ làm gì, gọi là quyền thiệt đốn tiệm. Cái pháp nào là quyền, tức là phương tiện quyền xảo, và cái pháp nào là đốn ngộ giải thoát, chúng ta không có nhận định rõ ra. Thành ra rốt cuộc khi học Phật Pháp á, hôm nay chúng ta nhớ cái này, mai chúng ta nhớ cái kia, rồi chính mình bị mắc kẹt. Ví dụ thế này, có người gọi điện, thưa thầy, bây giờ nhà con dán nó nhiều quá, mà bây giờ con quét con đổ ra ngoài đường, đổ chỗ nào chỗ kia thì chắc các con cũng phải chết, không chết thì các con cũng bị gãy giò, và nếu như mà con gây cái nhân nó gãy giò thì chắc cái giò con cũng bị có người nó đạp cũng gãy. Thưa thầy, giờ làm sao? Thì thầy nói vậy thì cô rất là giữ giới tốt, thì cô cứ ở chung với dán cái giờ sao? Thì nó nói, thưa thầy, ở chung dán con bệnh là sao? Thầy nói thì ai mà ăn bệnh, bệnh thì chết chứ giờ sao? Nó nói, giờ chết thì sao tu nữa? Thì không tu nữa thì tại sao cô không quét dán đi? Thì quét dán nó gãy chân sao? Thì cô quét nhẹ nhẹ đừng cho nó gãy. Thì nói, ai biết đâu thầy, cứ quét nó gãy biết đâu. Mà cô có cố tình làm cho nó gãy không? Nó dạ không, con không có cố tình làm nó gãy. Dạ thì được rồi, cô cứ quét dán đi. Dạ quét được không thầy? Thầy nói giờ không được cô cũng phải quét. Mà nếu như không quét thì cô cứ sống với nó, cô chọn cái nào? Cho nên con người chúng ta nó cứ nó nhầm lẫn các pháp vậy đó. Cái cuộc sống ở thế gian này nó thuận theo thế gian, nó thuận theo bình thường theo nghĩa của thế gian. Và thuận ở đây tức là chúng ta làm một cái phép chất rất là bình thường, nhưng trong tâm chúng ta không có khởi cái niệm là sát hại, không có niệm là độc ác, không có niệm là giết để thỏa mãn cái sự bực tức, cái sự thỏa mãn cái ý thích giết hại trong lòng của mình. Đó gọi là tu rồi, là được rồi. Cho thế gian nói như thế, làm sao mình làm khác? Thế gian như vậy, Phật vẫn như vậy thôi. Đức Phật vẫn đau bụng, thậm chí nó xin lỗi, vẫn thiêu cháy. Tại vì khi người ta cho ăn cái gì đó, rồi phong thổ nó khác, di chuyển nhiều, trời nắng trời mưa nó bất thường, cơ thể nó đau. Và có khi Ngài cũng phải xin sữa để uống, hay là làm cái chất nó cho nó dễ chịu. Rồi nhân đó Phật mới chỉ cái này chỉ cái kia. Cái chuyện nó rất là bình thường. Không lý nào mà nó ô, đã là Phật mà còn bệnh, mà Phật mà bệnh thì mình tu thành Phật mình còn bệnh, như vậy thôi tu cũng chí. Mình thấy không? Trong đầu chúng ta tà kiến cái này, tà kiến cái kia, tà kiến cái nọ, nhảy cái này, nhảy cái kia, nhảy cái nọ. Cũng giống như trường hợp của tôn giả A Nan, học rất nhiều mà không có tu hành. Thành ra lúc ấy thì nói cái này, lúc nói cái kia. Năm lần trước ấy, là Ngài cũng dẫn lời lẽ của Phật ra để Ngài chứng minh. Bây giờ Ngài là dẫn lời lẽ của Phật nữa. Rõ ràng là Ngài không có nắm được là Phật nói cái gì, và nói cho ai, và nói vì cái gì. Cho nên Ngài mới nói rằng ấy, là theo như vậy. Vì nay theo như con thấy rằng vì thân và tâm cùng biết, và lại tâm không thấy được bên trong trong thân, nên tâm chắc chắn là phải ở chặng giữa. Tại vì không trăm không ngồi ở chỗ nào cũng không được nữa hết rồi. Nhưng mà giờ Phật hối tới làm sao? Mình phải có một chỗ mà chí chứ. Chí là ở chặng giữa. Nguy hiểm không? Cái chặng giữa. Và chúng ta thấy nè, Phật bảo A Nan, ông nói tâm ở chặng giữa,
chỗ ấy hẳn không phải tự dưng mà có. Tức là cái chỗ giữa là cái chỗ nào? Chứ không phải nói cái chỗ giữa tự nhiên không, không có chỗ nào hết, nói chung là giữa thôi. Không được, nó phải có một cái chỗ chỉ ra cho rõ ràng, phải không? Hoặc là không có vị trí nhất định là không có được, phải chỉ cho ra cái chỗ ở giữa đó. Ông nên xét kỹ điểm giữa ấy là ở nơi nào? Ở tại ngoại cảnh hay là ở tại nơi nơi thân? Đó, phân biệt rõ. Vì chẳng hạn như mình tính từ cái da của mình, phải không? Và ở tính ra bên ngoài ngoại cảnh. Ngoại cảnh thì dĩ nhiên nó có một cái không gian nhất định nào đó. Rồi đây là cái thân, thì phải chỉ cho ra là ở giữa cái chùa này hay là giữa thân này. Thấy rõ phải không? Ví dụ cái chùa này, cái tính điện này là ngoại cảnh, còn thân này thì giờ chỉ cái điểm giữa đó là điểm nào? Ở giữa cái thân. Giữa thân là nào? Tính từ trên dưới chia 2, bên trái bên phải chia 2, chia 2 chia 2 ra chính tâm ở giữa thì mới gọi là ở giữa. Chứ đâu có thể miếu một chút thì không được. Nó phải là chính giữa thân. Hay là cái điểm giữa nó là chỉ là không phải ở trong thân này, ở ngoài. Ở ngoài thì sao? Thì con đo đong điếm tính sao tính ra một công thức chỉ cho chính giữa chỗ nào. Cho nên đây, cái điểm đó là cái gì? Cái thân nó là chính giữa chỗ nào? Chỉ cho ra. Phật hồi như vậy. Nó ở tại ngoại cảnh hay là ở nơi thân? Và Phật lý luận rằng nếu là nơi thân mà ở một bên thì không phải chính giữa. Đúng không? Ví dụ như ở trong thân của chúng ta mà nó ở bên ở cánh tay đi thì nó không phải chính giữa. Còn nếu ở chính giữa thân thì cũng giống như là tâm ở trong thân. Như vậy thì tự mình lý luận sai lần trước rồi. Rồi Phật đưa ra ví dụ nữa. Nếu cái điểm giữa mà ở ngoại cảnh thôi, ông nói điểm giữa đó mà không có liên quan ở trong thân này, thôi ở ngoài đi, ở ngoài cảnh đi, thì có thể chỉ ra được hay không thể chỉ ra được cái điểm giữa đó? Nếu không chỉ ra được thì cũng như không có. Đúng không? Tại đã có thì phải chỉ ra được chứ. Ví dụ như bây giờ ở giữa nhà, cái điểm giữa đó có chỉ ra được không? Chắc chắn là được chứ. Còn nếu như ở giữa nhà mà không có cái điểm đó thì cũng như không rồi. Do đó cho nên đã nói ở giữa nhà thì phải chính giữa nhà. Và chắc chắn trong một thước tắc chúng ta đo. Ví dụ như bây giờ cái nhà nó hình tròn thì cái tâm điểm đó chính là ở giữa. Chứ đâu có thể nói rằng là cái nhà hình tròn mà không có điểm ở giữa. Nói như thế không hợp lý. Còn nếu như chỉ ra được cái điểm giữa ấy thì không có vị trí nhất định. Câu này nghĩa là sao? Vì sao vậy? Vì như ví như có người cắm một cây nêu để làm điểm giữa. Cây nêu là cây cờ đó. Cắm một cái cây nêu như là cái cây cờ để làm dấu cái điểm giữa. Nếu nhìn từ phương đông thì cây nêu này là ở phương tây. Còn nếu như mà cái người đứng nhìn là từ phương nam thì cây nêu này tự nhiên nó thành ở hướng bắc. Cũng giống như ở sau lưng thầy là cái gì? Là cái hướng mặt trời lặn, phải không? Và các vị nhìn cái đây, cái dù chuông này là ở hướng đông hướng tây. Hả? Ở sau lưng thầy là hướng mặt trời lặn. Thì cái các vị nhìn cái dùi này là hướng đông hướng tây. Hả? Mô Phật, sau lưng mặt trời lặn nhìn hướng đây hướng tây chứ làm sao nhìn hướng đông được trời. Cái trời chơi cho vừa giờ còn không phân biệt được hướng đông tây nữa nè. Cái dùi chuông này các vị nhìn ở hướng đông hướng tây. Hướng tây, thầy nói nó ở hướng đông. Thầy nói đúng hay các vị nói đúng? Các vị nói đúng, thầy cũng nói đúng, như vậy ai sai? Một người thì nói hướng đông, một người hướng tây, trên cái dùi thì không thay đổi. Cái dùi đứng im một chỗ. Tại sao có người nói hướng đông, có người nói hướng tây? Có người còn nói hướng đông tây, đông nam, đông bắc thì tùm lum hướng là sao? Như vậy có phải chúng ta bị điên đảo không? Đó. Cho nên cái phương hướng ở trong thế gian này nó tùy theo cái góc nhìn
cái ước lệ của thế gian mà chúng ta nhìn nhận. Cái ước lệ thôi, cũng có một giờ chuông nguyên vật không thay đổi gì hết. Người nối hướng đông, người nối hướng tây. Ở ngoài kia, cái chùa chuông không thay đổi, chùa chuông đứng im một chỗ, không có thay đổi. Và các người nói ở hướng nào, cái người nối hướng đông, người nối hướng tây. Cái người kia nói tầm bậy, tôi nói hướng đông, tôi thấy hướng tây mà. Thế là cãi nhau, có phải vậy không? Dạng vật vẫn như vậy. Từ xưa nay các pháp chưa từng sinh diệt, nhưng chúng ta tự điên đảo, cái nhìn chúng ta tự điên đảo, tạo ra vô lượng cảnh giới luân hồi. Đó là cái điểm rất là nguy hiểm ở trong cái nhìn của chúng ta. Rồi, nếu nhìn ở hướng nam thì cây niêu này ở hướng bắc, tiêu điểm đã không rõ ràng thì tâm âm cũng thành rối loạn. Chỗ đây cái cây niêu thầy nói chút xíu về văn hóa. Ở Việt Nam chúng ta các cái dân tộc thiểu số bây giờ người ta vẫn còn cái tục trồng cây niêu, nhất là ở trong cái văn hóa nhà sàn. Văn hóa nhà sàn ở Tây Nguyên đó thì nó có những cái nhà gọi là nhà dài. Nhà dài là cái nhà để sinh hoạt tập thể. Và cái nhà dài đó thường ở trong giữa nhà người ta trồng cây niêu. Trồng cây niêu và người ta họp bàn cái gì đó thì người ta trồng cây niêu. Và thầy không có biết là bây giờ nối cái cây niêu đó, nối cây niêu nó có từ lúc nào chẳng có ai biết. Chẳng ai biết. Nhưng mà chắc chắn là những cái sử liệu người ta đã ghi chép trên 2.000 năm. Trên 2.000 năm ở Việt Nam đã có cây niêu. Và ở đây trên 2.500 năm ở trong kinh này cũng có nói tới cây niêu. Như vậy chúng ta đặt một câu hỏi là cái vấn đề của cây niêu đó, người ta nói rằng ngày xưa con người chúng ta sống bị nô lệ do quý nó chế ngự, quý nó thống trị. Và bây giờ quý nó bắt người con người lao động làm ăn nhưng mà không có phải trả cho nó, làm lúa để trả cho nó. Và hôm đó tới mùa gặt lúa thì nó nói rằng là nó lấy cái đọt, còn cái gốc và cái thân nó cho con người. Cho nên con người khổ đau quá mới tới thưa với Bụt đó là Phật đó. Mà đa số dân tộc thiểu số nó vẫn không biết đó là Phật. Và văn hóa dân gian Việt Nam cũng không nghĩ rằng đó là Phật. Mà trong văn hóa dân gian những câu chuyện đó là có 2.000 năm về trước. Thì Phật mới nói rằng thôi, giờ ta chỉ cho ngươi là đằng sau trồng củ khoai, củ sắn, không có trồng lúa nữa. Và hôm sau quỷ nó tới, nó nói rằng là bây giờ nó lấy đọt và nó lấy cái gốc, còn ở giữa thì nó cho con người. Cho nên con người cũng biết làm sao tới thưa với Bụt, thì Bụt mới thương tình và Bụt dạy cho cái cách là trồng cây bắp hay là cây ngô đó, cây bắp. Thì quý á, nó không biết làm sao. Không biết làm sao, nó nói bây giờ nó lấy cái đầu, cái giữa, cái gốc thì làm sao? Cho nên do đó mà nó thua con người. Thành ra bây giờ đây là nó mới nhờ Bụt đứng ra phân xử. Và Bụt mới nói rằng thôi thì cho mọi người một ít đất để người ta sống. Thì lúc bây giờ quý mới nói rằng là cho bao nhiêu đất, thì Bụt nói chỉ cần bằng cái chiếc áo cà sa của ta mà thôi. Và sau đó quỷ nó mừng quá, nó chấp nhận. Thế là Bụt mới ném chiếc áo cà sa lên trời. Và cái bóng áo cà sa nó che lấp hết cả đất liền. Thành ra quỷ mới chạy ra tuốt ở các vùng đảo mà sống. Đó là một câu chuyện của dân gian. Một câu chuyện dân gian. Nhưng cái vấn đề chúng ta thắc mắc này, chúng ta thắc mắc làm sao người Việt Nam và người Ấn Độ có cái cây niêu trước 2.000 năm so với bây giờ. Cái điều đó không thể nào, hai dân tộc cách xa cả một cái vùng trời lớn lao như vậy, rộng lớn như vậy mà có hai cái câu chuyện giống y chang nhau. Phải không? Như vậy chúng ta đặt một câu hỏi, chắc chắn nó đã có cái gì? Giao lưu văn hóa.
Như vậy có thể là người Ấn Độ họ đến Việt Nam trước Công Nguyên, và họ mang theo cái văn hóa đó. Cũng giống như một câu chuyện ở dân tộc cái dân tộc của Ấn Độ, người ta cho rằng có một cái bộ tộc đó, có một vùng, người ta nói rằng là con người họ sinh ra là do Thượng Đế sinh ra. Mà sinh ra từ cái gì? Sinh ra một cái bọc thịt, và cái bọc thịt đó nở ra thành ra là dân tộc Ấn Độ. Còn Việt Nam thì sinh ra sao? Sinh ra trăm trứng trăm con đó. Và sau đó hai người ly dị, Lạc Long Quân với Âu Cơ là hai người ly dị đầu tiên, phải không? Đó là hai vợ chồng đầu tiên của Việt Nam ly hôn. Cho nên chồng thì mang con lên đến, phải không, xuống biển, còn vợ thì mang rừng đó. Cho nên cái này chúng ta thấy tại sao hai dân tộc lại có một câu chuyện, chỉ khác nhau ở chỗ là cái bọc thịt thôi. Cho nên có nhiều vấn đề mà ngày hôm nay các nhà khoa học họ chưa tìm ra được. Cho nên nhân cái văn hóa canoe này, rồi cái canoe này nó đi vào ở trong dân tộc Việt Nam bằng cách là ngày Tết treo cái cây tre lên và treo xuống cái pháo nổ. Bởi vì quý ma nó sợ tiếng pháo, thành ra cái canoe đó đốt pháo để cầu hòa bình. Hay không? Rồi bây giờ nó còn sót lại ở đâu? Nó còn sót lại ở trong các cái chẩn tế, tức là viết cái lá phương đó. Thực ra cái đó là giống như một cái lá cờ, nó có ý nghĩa như là một cái canoe. Rất là hay. Thành nhân cái chỗ này chúng ta có thể từ một điểm này mà chúng ta liên tưởng rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau, tùy theo cái khối óc của mình, cái nhận thức của mình ở trong phương diện của văn hóa. Nhưng cái này chúng ta tìm hiểu về phương diện của triết học, của tư tưởng mà thôi. Thì cái cây đó tùy theo hướng đông tại Nam Bắc chúng ta nhìn khác biệt. Cuộc sống này cũng vậy. Người học đạo thích thú thì cho rằng đó là điều quý báu, nhưng có người cho rằng đó là cái sự lãng phí thì giờ vô ích, đi vô trong cái chỗ nhà, trong một chỗ nào đó nhây nháy, nhưng khi nhây dựng về nhà nằm dài thở, như thế đó là hạnh phúc. Người ta nghĩ như vậy đó. Có chứ. Rồi Tôn giả A Nan lúc bây giờ bạch Phật, còn nối điểm giữa không phải là hai cái điểm ấy. Ngài biện bác, ngài nói này không phải, ý cũng không phải như vậy. Nhưng Đức Thế Tôn thường dạy, mắt gặp sắc trần, duyên sanh nhãn thức. Con mắt tiếp xúc với màu sắc, hình dáng, mà cái duyên sinh ra gì? Cái thấy của con mắt gọi là sinh nhãn thức. Mắt thì có phân biệt, còn sắc trần thì vô tri vô giác. Nhãn thức phát sinh trong khoảng giữa ấy chính là tâm con. Rồi các vị nhìn thấy cái miếng giấy này màu xanh, đúng chưa? Đúng chưa? Và con mắt các vị nhìn thấy miếng giấy này màu xanh, con mắt có khả năng phân biệt được màu sắc hình dáng. Còn cái miếng giấy này là vô tri vô giác, phải vậy không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ chú Thiện Đạt nhìn miếng giấy và đo cái khoảng cách từ miếng giấy này tới con mắt của chú, chia làm hai ra, đó là cái khoảng giữa của thức phát sanh. Có phải vậy không? Hay là cái khoảng giữa là cái khoảng tất cả từ cái miếng giấy này tới con mắt, và con mắt của các vị ngồi ở xa hơn thì sao? Thì cái thức con mắt nó dài hơn, còn chú Thiện Đạt ở gần hơn thì cái thức nó ngắn hơn. Có phải vậy không? Hay là nó bằng nhau? Đó. Cho nên tất cả những cái điều này chúng ta đem cái không gian thời gian để chúng ta phân tích cái tâm chúng ta không thể nào hình dung ra hết được. Ngài A Nan lại suy nghĩ như vậy. Ngài cho rằng là nhãn thức phát sinh ở khoảng giữa ấy chính là cái tâm của con. Như vậy Ngài nói rằng khi con mắt nhìn thấy sắc thì cái phát sinh ở khoảng giữa của thức đó chính là tâm của Ngài. Tai nghe âm thanh, và sao? Và nhận ra được thì cái khoảng giữa của thức nhĩ thức đó là cái tâm của chúng ta. Đã. Sau này chúng ta sẽ thấy Phật đưa ra nhiều cái ví dụ rất hay lắm. Chẳng hạn như Phật sai một người đánh trống đi, đùng, đánh chuông đi, bông. Như vậy, nghe cái nào trước, nghe cái nào sau. Và cái thức đó, cái tâm đó nó phải chạy chỗ kia nó nghe. Nó chạy tới nó nghe tiếng trống, rồi nó chạy về nó báo cho mình biết.
rồi nó chạy tới nghe tiếng chuông, rồi nó chạy về nó báo mình biết hay sao. Đó. Cho nên chúng ta cố tưởng tượng ra cái tâm nó là cái gì. Nó như là một cái vật thể, có sinh có diệt, có đến có đi, tất cả đều là sai lầm. Thực sự bản tâm nó không phải như vậy. Nhưng hiện bây giờ chúng ta đang sống với nó mà chúng ta chẳng biết nó là ai. Đây là một điều rất là đáng chua xót nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang sống với cái tâm màu nhiệm mà chúng ta không biết nó là ai. Và hàng ngày trong đầu chúng ta có quá nhiều câu chuyện. Những câu chuyện buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau. Có quá nhiều câu chuyện thành bại, hơn thua, đủ thứ câu chuyện hết. Mỗi người chúng ta một câu chuyện. Nhưng gộp lại thì thầy chưa thấy rằng câu chuyện của ai hạnh phúc. Mà tất cả đều là vui ít khổ nhiều. Đó, đó là cái màu sắc chung của con người chúng ta trong cuộc đời. Phật nói rằng nếu tâm ông ở chặng giữa căn và trần thì tự thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên. Thôi thì ta chấp nhận. Ông cho rằng là cái khi con mắt ông nhìn thấy à, ông nhìn thấy và cái tâm ở chặng giữa đó. Vậy thì cái chặng giữa đó là nó gồm cả hai bên, tức là gồm cả con mắt của ông và cái ông nhìn thấy, hoặc là không gồm cả hai cái đó. Nếu gồm cả hai bên thì căn trần lẫn lộn. Chúng ta hiểu câu này không? Các vị nhìn thấy cái miếng giấy màu xanh và cho rằng cái tâm của chúng ta là cái khoảng giữa của miếng giấy này và con mắt, đúng không? Con mắt là nhãn căn, còn cái này là cái mình thấy, là sắc trần. Và khoảng giữa mình nhận ở đó gọi là thức. Đó là cái tâm của mình. Như vậy rõ ràng cái tâm của mình bây giờ nó, cái khoảng giữa này nó gồm cả cái miếng này với con mắt của mình hay là không gồm? Nếu như không gồm thì làm sao mình thấy được cái màu xanh? Hả? Còn nếu như mà gồm cả hai thì cái nào nhìn thấy cái nào? Con mắt nhìn thấy cái miếng giấy hay miếng giấy nhìn thấy con mắt? Hiểu không? Tức là gồm cả hai thì kinh và trần lẫn lộn rồi, chẳng biết cái nào nhìn thấy cái nào. Đó. Hồi xưa thầy bị ông nội thầy đi biết con gà biết không được. Ông nội thầy nói rằng là con lấy miếng giấy cái khen con bịt con mắt con là con mắt con gà được, tại vì con bịt con mắt con là con gà đứng im nó không có chạy, nó không thấy con. Và mình cũng hay lú quá, mình lấy miếng giấy bịt lại, lấy mắt bịt lại, bịt con mắt mình lại, rồi mình mò mắt được con gà, mình công nhận hay thiệt. Tại vì khi mình bịt mắt mình lại, con gà nó không thấy ngồi chạy nữa. Đó, tức là mình nhầm lẫn. Cái này cũng vậy chứ, mình đâu có biết rằng bây giờ mình thấy cái miếng giấy thì cái miếng giấy này thấy mình hay mình thấy nó. Đó, dĩ nhiên là mình thấy nó, trong khi nó thấy mình, nó là bình thường. Nhưng mà nếu như cho rằng cái tâm của chúng ta mà gồm cả hai cái này thì chúng ta không biết cái nào thấy cái nào, đúng không? Cho nên ngay chỗ đấy đều thấy rằng là cho rằng cái tâm mà khi chúng ta nhìn thấy cái gì đó, cái trạng thái thức nó phát sinh nó như thế nào, đó là cái tâm của mình. Chúng ta nghĩ như vậy là sai. Nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta thường sống như vậy đó. Chúng ta thấy cái gì đó trái ý rồi chúng ta nổi giận phương phương lên, tại chúng ta cho rằng cái tâm mình đang giận. Chúng ta thấy cái gì đó vui, chúng ta cười, chúng ta cho rằng cái tâm đó là tâm hạnh phúc. Chúng ta cứ sống với cái tâm đó nha. Sống hoài vậy thôi mà không biết nó là cái gì hết. Còn ở đây, trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ đối lập nhau. Chỗ nào gọi là điểm ở giữa? Ngài đang không biết nói. Và Phật còn nói, thôi, giá như gồm cho rằng, cứ mặc nhiên là cho rằng nó gồm cả hai bên, chấp nhận như vậy đi thì cũng không được. Vì sao? Vì nếu không phải có biết và cũng không phải không biết, tức là không có thở tánh, nó gồm cả hai bên. Miễn cưỡng cố chấp cho rằng nó gồm cả cái miếng giấy này và con mắt thì sao? Thì á, gồm cả cái biết và cái không biết trong đó, tức là cả cái mắt nhìn thấy và cả miếng giấy luôn, thì không biết nó là cái thở tánh, nó là cái gì.
Cái thơ tánh tâm này là thơ tánh của miếng giấy hay là thơ tánh của con mèo? Không biết ngọ. Vậy lấy cái gì làm cái tướng ở giữa? Nó không có rõ ràng hết. Như vậy làm sao nhìn ra được cái tướng ở giữa đó? Cái tướng ở giữa đó là cái gì? Thế nên biết rằng ông nối tâm ở chẳng giữa là không có ly. À, giờ đây Đức Phật nối tiếp Tôn giả A Nan lúc bây giờ bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trước đây con thấy Đức Phật cùng chuyển pháp luân với bốn vị đại đệ tử là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na và Xá Lợi Phất. Nguy hiểm không? Tức là lúc ngài lấy cái ví dụ này, rồi lúc ngài lại nhớ cái kia, ngài lấy cái kia, cho nên ngài giải thích Phật pháp, ngài giải thích cái tâm loạn xạ hết. Lúc thì ở trong được thì ở ngoài, biển bác lý luận trong đầu chúng ta cứ hay biển bác lý luận, làm sao mình thấy mình thỏa mãn cái biển bác đó, lý luận đó, thì chúng ta nghĩ rằng mình là như vậy được rồi đó. Hoặc là chúng ta ngồi tu hít thở người thoải mái quá, công nhận tu đúng pháp rồi, phải không? Tại vì mình nghĩ mình hít thở như vậy, người mình thoải mái như vậy, đúng pháp rồi. Rồi hôm đó chẳng hạn như giờ mình đau bụng dữ quá mà mình nằm im vậy, cái mình cầu nguyện Phật gia hộ, cầu nguyện cho Phật gia hộ giúp cho con bớt cái bệnh đau bụng này. Nói xin lỗi chứ sợ Phật vớ trách, thành ra ráng đứng dậy đi tụng thờ kinh lễ sám. Tụng thờ kinh lễ sám xong cái bụng nó hết đau, không nhận màu nhiệm chưa. Nhưng mà cái bụng ăn ngày trước, ăn ngày biết nó chướng hơi. Nó chướng hơi giờ cứ lễ Phật đứng lên ngồi xuống nó hết chướng, nó có gì đâu. Vậy nhưng mà nói rằng là màu nhiệm. Trong đầu mình á, mình cứ nghĩ rằng đó là tu đó, đó là công phu đó, đó là sự gia hộ của Phật đó. Mình tự vẽ ra, tự tướng ra rất là nhiều như vậy đó. Những tà kiến là chúng ta bỏ bớt đi. Đức Phật không có rảnh đâu mà ăn rồi đi gia hộ chúng ta là chúng bớt đeo bụng. Đủ chuyện hết, ăn bậy đeo bụng với sự Phật đi gia hộ gì. Nhưng mà chúng ta bắt Đức Phật làm đủ thứ hết, lúc nào cũng cầu Phật. Và ngài A Nan nói rằng con thấy Đức Phật chuyển pháp luân với bốn vị đại đệ tử như là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Và Đức Phật có dạy rằng tánh của tâm hay biết phân biệt chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chẳng giữa. Sao từ đầu không nói trước câu này đi, mà Phật hỏi tới đâu thì cứ lần mò tới đó, nhớ tới đâu thì nói tới đó, nói dông dài. Cũng may nhờ ngài nói dông dài mà chúng ta tự phá trừ tà kiến của mình. Mỗi người chúng ta có một tà kiến khác nhau. Nhờ cái sự cật vấn này, nhờ cái sai lầm của Tôn giả A Nan mà làm trợ duyên ở chúng ta. Và chánh ở chỗ nào, không dính mắc vào đâu cả, đó gọi là tâm. Do đó cho nên còn lấy cái không dính mắc ấy gọi là tâm, có được chăng? Không dính mắc gì đâu, tâm dính là hết, gọi là ưng vô sở trụ ấy. Không dính đâu hết á, ai lại mày làm, ai sống ai chết mặc bay, mình cứ phất phơ cười ấy thôi. Đấy, đó là một thái độ sống vô trách nhiệm mà cứ nghĩ rằng mình không có dính mắc. Có cái ông chú cái ông nói mà thầy không biết nói làm sao á. Bà vợ tới chùa than cái thầy: thưa thầy, thầy làm sao thầy nói chồng con không ráng không biết cái nhà không làm ăn chút xíu. Thưa thầy, con lấy ông gì à? Con có 5 đứa con rồi mà ông làm hết thầy. 5 đứa con rồi mà ông làm cứ sáng trưa chiều tối ông cứ ngồi thiền, có ăn có thôi. Một mình con lo muốn chết, lo 30 năm rồi mà ông cũng ngồi thiền 30 năm. Thì hôm đó thầy mới nói: thưa chú, đồng ý tu là việc tốt, nhưng mà mình cũng phải có trách nhiệm của người chồng. Còn nếu không thì thôi mình đừng lấy vợ. Pháp nào nó ra pháp đấy. Chú muốn ngồi thiền thì thôi chú vô chùa chú ngồi. Ở đời làm chồng thì phải lo cho vợ con một chút. Hai vợ con nó đói không có gạo ăn, khó khăn đủ thứ, mà chú ngồi thiền ngồi làm sao. Nói, thầy không biết đâu, nó mèo nhiệm vô cùng đó thầy. Thầy hỏi nó mèo nhiệm làm sao. Nói, thưa thầy, con leo lên cây khứa đó. Con leo cây khứa, con hái cây khứa xuống, Còn nấu canh. Mà thầy biết người ta gọi là nhức mắt cổ gà, nhì xa cành khế, thầy hiểu không?
Nhất là mắt cổ gà là rất là dễ chết, mắt cổ xương gà đó rồi rất dễ chết. Mà hai là sa cành khớ, tức là cành khớ mà mình rơi xuống đó, rất là dễ chết. Mà thầy biết cây khớ thật là cao, mà con rơi xuống, con rơi ớ trên giữa cái bàn đó thôi, mà con người cũng không có gì hết, thầy thấy nó mạo hiểm vô cùng không? Con không nhờ ngồi thiền là chết rồi đó thầy. Cho nên thầy để cho con ngồi thiền đi, mô Phật không khai thị nổi, khai thị không nói nữa. Đó, nhưng mà họ ở trong cái ngoan không, họ ngồi ở thanh thản, ngồi ở thanh thản, họ ngoan không. Vợ con nó lành nhìn, họ không bị ảnh hưởng bởi vì họ vui với cái ngoan không đó, cái thoải mái đó, cho nên họ không để ý. Và nói chung là con người họ gì không dính mắc. Đó là cái tâm đó, họ đạt được cái tâm là chỗ không dính mắc đó. Thế mà không dính mắc là sao xin chị đem tới con hiểu không? Lạ kỳ. Cho nên họ nhầm lẫn vô cùng ở trong đó, nhưng mà mình nói họ không đi ra được. Phật bảo A Nan, ông nói cái tánh của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy ông gọi cái không dính mắc đối với các vật có hình tướng trên thế gian như là hư không, như là các loài thủy lục không hành. Thủy tức là cái loài bơi dưới nước, lục là cái loài gì? Cái loài trên đất liền. Không tức là bơi trên hư không, hành tức là cái loài chạy trên mặt đất. Tất cả hiện tượng, tất cả điều đó là hiện hữu hay là không hiện hữu? Tức là nó có hay nó không có? Nó không dính mắc, ông cho rằng không dính mắc, vậy tất cả những điều đó là có hay là không có? Nên cẩn thận học nhà thiền, sợ nhất điều này. Cứ rơi vô cái chỗ lý luận một cách đảo điên vậy đó. Hồi đó có một cái ông Phật tử, ông cũng giảng thầy. Ông ngồi ông giảng là thầy nghe cái pháp thiền là sắc bất thì không, không bất thì sắc. Ông nói có cũng như không, không cũng như có, việc gì đâu mà thầy phải lo thầy. Thì ông đang ăn bánh mì trên tay á, thầy lại thầy lấy mất. Thầy nói ăn cũng như không ăn, không ăn cũng như ăn. Cái ông ngồi ông phiền não. Ông nói ông thầy mới lịch sự, thầy đang ăn mà giật trên tay, trời đánh đến bữa ăn hay sao giật trên tay. Và thầy nói, chứ sao lạ, chứ sao nói có cũng như không, không cũng như có, sắc bất thị không, không bất thị sắc, thì tại sao phải ăn phải uống nữa? Cho nên điên đảo trong này, tự chấp trước, tự đem ra một cái lý luận sai trái như vậy. Và Phật mới nói rằng, nếu không hiện hữu thì nó đồng như là lông rùa sừng thỏ. Tức là cho rằng dạng vật ở trên thế gian này, những hình dáng của nó, màu sắc của nó là không hiện hữu thì như là một sản phẩm tưởng tượng. Sao gọi là không dính mắc? Mà đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. Đã cho rằng bên trong không dính mắc thì đã có cái suy nghĩ về không dính mắc đó, sao gọi là không nữa? Trường hợp này thầy cho ví dụ như là câu Hy La. Sau khi đi học các phép luận sư, luận lý ở Nam Ấn Độ, học như vậy 16 năm, trở về biết tôn giả Xá Lợi Phất, xuất gia học đạo. Ban đầu đi học là chẳng qua sợ rằng lớn lên mình làm cậu mà lý luận thua người cháu, nó khó coi, cho nên mới đi học. Nhưng học về thì tôn giả Xá Lợi Phất nghe đâu 8 tuổi đã trở thành một vị đại luận sư, 16 tuổi đã xuất gia theo Phật. Giờ biết làm sao? Cho nên mới nghĩ rằng bây giờ mình có lý luận hơn thằng cháu của mình, cậu hơn cháu cũng là bình thường. Mà nếu như thua nó thì thật là mốc mẹ. Thôi bây giờ mình đi lý luận với thầy của nó, có thắng thì càng vinh quang. Còn nếu có thua thì thua thầy của nó thì cũng có gì xấu hổ. Nà, thế là Câu Hy La tìm tới Đức Phật. Và Đức Câu Hy La mới nói rằng, này, tới đây chi? Để đòi Xá Lợi Phất về. Vì cho rằng mình là một vị thầy, một vị luận sư nổi tiếng. Cháu của mình theo học mình đủ rồi, không cần học ai nữa hết. Không cần phải theo làm đệ tử của Sa Môn Gotama chi. Cho nên đến để đòi Xá Lợi Phất về. Và Phật nói được rồi, ông lấy cái gì lý luận để ông đòi đem Xá Lợi Phất về? Thành ra ông mới nói, được rồi, hai người lý luận với nhau. Này Sa Môn Cù Đàm, ngươi không chấp ngã, chấp pháp, ý ông thế nào? Tự xưng mình là người không còn chấp ngã, là chấp cái này.
Và chấp pháp là cái gì? Cái của ta. Ta và cứu của ta. Ý ông nghĩ thế nào? Phật nói, nếu như ông không chấp ngã, không chấp pháp, vậy thì ông có còn chấp cái kiến chấp về ngã và pháp hay không? Hình dung được không? Cái kiến thức suy nghĩ về ngã và pháp, lúc đó ông không biết nói nữa. Và Phật nói, nếu như ông không còn chấp cái kiến chấp, chấp ngã, chấp pháp, thì hà cớ gì ông đến đây được cật vấn Như Lai? Thế là hơi biết nói. Đã, như vậy thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chấp cái tâm không dính mắc như lông rùa trường thỏ. Nó không có, nó không có tướng, không có chỗ nào hết. Nó, đó là chính là cái không dính mắc. Thế thì nó còn cái suy nghĩ về cái không dính mắc đó hay không? Có còn cái suy nghĩ về cái mà không có gì đó hay không? Đúng không? À, còn cái tư tưởng và suy nghĩ đó, thế là vẫn còn sự dính mắc. Dính mắc một đường là vào hình tướng, một cái dính mắc là vào vô tướng, nhưng đường nào vẫn là sự dính mắc. À, thế nên biết rằng đối với tất cả cái không dính mắc mà gọi là tâm đó là một điều phỉ lý. Chúng ta trở lại vấn đề một chút xíu. Đến đây Đức Phật đã đưa ra tới 6 lần cật vấn vừa tâm. Cật vấn vừa tâm. Và Tôn giả A Nan đã không biết cách trả lời tâm đó là cái gì. Thầy muốn trở lại vấn đề nào? Đó là trường hợp của Bát Kiết Đế. Sau khi chúng ta hình dung là sau khi Bát Kiết Đế sử dụng thần lực của tà thuật ngồi đạo tóc vàng Satikala mơ hoặc Tôn giả A Nan. Sau khi Phật tuyên thuyết thần chú Lăng Nghiêm đem cho Tôn giả Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đem câu thần chú đó đến ở trước nhà của Ma Đăng Già tụng lên, lập tức bên trong mất hiệu lực. Câu chú mất hiệu lực và câu chú của tà kiến ngồi đạo mất hiệu lực, cho nên Tôn giả A Nan chạy về bên Đức Phật. Ở trong một cái tâm lý thường tình thôi, thì lúc bây giờ cô gái đã chờ đợi Tôn giả A Nan lâu ngày như thế, bây giờ A Nan chạy mất đi, thì theo cái tự nhiên bản năng cô cứ chạy theo A Nan mà thôi. A Nan chạy đến đâu cô chạy đến đó. Và bây giờ sao? Bây giờ mình dùng câu chú không được, thì thôi thì bây giờ mình nhẹ nhàng mình xin Phật. Cô bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có rất đông đệ tử, Đức Thế Tôn có vô số chúng sanh đi theo làm đệ tử, xin Đức Thế Tôn cho con bớt ngài A Nan. Bây giờ sao? Giờ thương quá, giờ sao? Bây giờ mình dùng cái chú mà bắt không được. Các đường thôi giờ mình xin. Giờ Phật từ bi ông lý nào không thương con? Cho nên chúng ta thấy Đức Phật hết sức là khéo léo. Đức Phật nói được. Cái việc gì thì việc đó rất là đơn giản. Nhưng mà ngươi muốn lấy A Nan thì phải có môn đăng hộ đối. A Nan là người xuất gia. Ngươi là người tại gia, làm sao lấy A Nan được? Thế là cô chẳng biết làm sao. Bạch Đức Thế Tôn, vậy thì con xuất gia lấy A Nan được không? thì Phật nói được, nếu như ngươi xuất gia thì ta sẽ gả A Nan cho ngươi. Và trong nguyên tắc của đạo Phật hồi đó phải được sự chấp thuận của cha mẹ. Cho nên cô gái lập tức chạy về thưa với mẹ là đến xin Phật, đến làm chứng cho và đồng ý cho con được xuất gia. Thì người mẹ ngỡ ngàng vô cùng, nhưng cũng lại theo tiếng gọi của con mình đến tại pháp hội này. Và bắt đầu trong pháp hội này không phải thuyết một ngày một bữa, mà Đức Phật thuyết nhiều ngày nhiều bữa. Cho nên đến chỗ này bắt đầu đến mà Phật nói đến 6 lần cật vấn cái tâm này. Qua tới một ngày đó phù hợp nhân duyên, và Đức Phật đã cho cô Bát Kiết Đế xuất gia.
Thì khi xuất gia theo giáo pháp của Phật, trở thành một cái người thật sự là một người xuất gia chân chính, thì phải có thời gian 3 tháng, 4 tháng, niên thì 4 tháng, tăng thì 3 tháng, làm vừa lòng chúng. Làm vừa lòng chúng là sao? Tức là để cho người này họ thích ứng theo một cái đời sống của tập thế. Còn nếu như mà họ tự nhiên đùng một cái vào trong đời sống tập thế, có thể họ không quen. Họ không quen cho nên họ rất khổ não. Và sau đó họ không còn muốn xuất gia nữa. Thì mình cũng không cần thiết phải cạo tóc của họ sớm làm gì. Họ lúc đó hoàn tục cũng chưa có muộn. Và có một trường hợp đặc biệt là có một cái cô ni đi xuất gia. Bởi vì sao? Bởi vì giận chồng quá. Không thể sống được với người chồng. Đi xuất gia. Cũng có thể người chồng này ngu ngáy nhiều thì sao? Cho nên thôi đi xuất gia ta rồi. Thì cô mới đi xuất gia. Mà khi đi xuất gia thì tự nhiên thời gian cái bụng của cô lớn lên. Và sau này tự nhiên không biết là đứa con trong bụng của cô là ai. Con của ai? Tự nhiên đi ở trong chùa sao bụng cô lại lớn lên. Thì sau này Phật mới thưa với Phật, thì Phật mới hỏi cô, mới nói thật là cô chỉ có ăn ở với chồng cô thôi. Và hôm sau là cô đi xuất gia. Do đó cho nên cái hạt giống chủng tử đó nó lớn lên trong bụng của cô. Thành ra Phật mới nói rằng một người nữ xuất gia phải có thời gian làm vừa lòng chúng 6 tháng mới được cạo tóc. Tức là trước 6 tháng họ chưa phải là người xuất gia. Và khi họ xuất gia thì cái trạng thái của họ rất rõ ràng rồi. Hả? Cho nên nó hay lắm. Nó vừa cái tâm lý để người ta thích ứng được trong đời sống của tăng đoàn. Và thứ hai là có gì người ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Chứ chưa phải là người xuất gia thật sự thì đó là chuyện bình thường. À. Thì lúc bây giờ cô mới trở thành người xuất gia. Và đâu phải rằng là xuất gia được liền. Cho nên trong thời gian đó ở trong giáo pháp, và cô tiếp tục giữ thường xuyên ở trong hội chúng này. Đi xuất gia đâu thể bỏ được. Người ta sống sao mình sống vậy. Người ta khắc thực mình cũng chấp lao phục dịch. Rồi người ta ăn uống mình cũng ăn uống. Người ta nghe pháp mình cũng nghe pháp. Vô tình cô gái Bát Kiết Đế này đã rơi vô ở trong cái gì? Trong cái hội chúng cực kỳ màu nhiệm này. Đó là một cái phước đức rất lớn. Bây giờ này chúng ta ước như thế không được phải không? Ước được có Đức Phật hiện thân để giảng cho mình những giáo nghĩa như vậy. Đích thân mình nghe, tai mình nghe, mình ước mong cũng không được nữa. Và ở trong hội chúng này, cô Bát Kiết Đế tiếp tục là một thành viên, là một thính chúng. Khi ấy, A Nan ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo bày vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: đây là trạng thái thể hiện thân khẩu ý trang nghiêm thanh tịnh. Ngài bạch: con là em nhỏ nhất của Thế Tôn. Nghĩa là sao? Ở trong dòng tộc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đương thời, cái dòng họ Thích Ca có 4 ông vua, và mỗi ông vua như vậy có 2 người con trai. Và ở tính ra thì A Nan là cái người nhỏ nhất ở trong 4 ông vua đó, tức là con của 4 ông vua đó. Nhờ Thế Tôn thương yêu, nay tuy xuất gia nhưng còn ý vào lòng thương yêu của Đức Thế Tôn. Đây là một điều rất quan trọng đối với chúng ta đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình được tứ Phật, cho nên lúc nào Phật cũng gia hộ. Hở chút là mình cầu Phật gia hộ. Sáng trưa chiều tối cứ cầu Phật gia hộ thôi. Đó là mình ý lại vào sự gia hộ của Phật, gia hộ che chở của Bồ Tát. Thậm chí có người còn ý vào niệm Phật A Di Đà sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà cái lúc ngáp á thì không biết có nhớ niệm hay không. Cho nên rốt cuộc không có cái tâm trí, không có được khai mở. Vì vậy con chỉ học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu. Ngài đã nhận ra được cái lỗi lầm của Ngài, sống ở trong sự thương yêu và học rộng nghe nhiều nhưng mà chưa có chứng quả vô lậu. Cái điều này thưa quý vị, nói như thế chúng ta cũng nói ngược lại. Học là một điều tốt, nhưng học để tu, nó khác cái việc là biến cái việc học thành một cái phương tiện. Nói xin lỗi, thậm chí có nhiều vị tu sĩ không xem cái việc học pháp
đỡ tu và đỡ hoành pháp, mà xem cái việc học đỡ cho mình đầy đủ bằng cấp danh đạo danh vọng. Có nhiều người như vậy, thậm chí còn lợi dụng cửa chùa để được đi học hành, được nhiều phương tiện học tập. Điều đó không phải không có ngày hôm nay. Đây là một cái điều rất đáng chua xót ở trong Phật giáo của chúng ta. Và cứ suốt ngày học thôi, không có một chút công phu, chẳng có một chút thiền định. Ở trong chùa nào thì tùy thuận để cho chùa đó người ta vui thích mà thôi, chứ không phải là người tu thật sự. Nên không có khả năng như ngài A Nan vậy đó, nên không có khả năng chiết phục được chú thuật Sa Tỳ Kha La. Có nhiều trường hợp như vậy đó, tu thì tu, không có một chút định lực, nghe nói ma là sợ. Lạ vậy đó, chúng ta còn sợ ma là điều này là không ổn rồi đó. Bị nó xoay chuyển phải xa vào nhà dâm nữ, tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân tâm, tất cả vì chúng ta chưa rõ cái tâm của mình, thành ra bị nó mơ hoặc. Còn chúng ta đã biết rõ rồi thì không có tà thuật, không có sức mạnh của thần chú nào mà có thể hại mình được. Có nhiều Phật tử về thưa thầy, không biết con có bị người ta bỏ bùa không? Có chứ, sợ. Không biết sao nó có chuyện gì đó xảy ra mà mình không có điều khiển được. Hình như nó có gì đó không ổn, hay trong nhà mình nó lộn xộn, nó làm sao đó. Xin thưa quý vị, nếu chúng ta có đủ cái tâm trí sáng suốt, chúng ta tin vào Đức Phật, chúng ta hành trì công phu, chúng ta học pháp cần mẫn, nói xin lỗi, tối thiểu là chúng ta trì được chú đại bi thôi, thì cũng không có con ma con quỷ nào có thể hại mình được. Mình tin chắc điều đó, không sợ gì cả. Còn nếu như nó mà có hại mình càng trì chú thì nó càng chết lệ hơn nữa. Đó là sự thật đó. Cái thần lực của người trì chú, nếu như người nào hại người đó thì vô tình tự hại mình. Cái câu chú tự nó sẽ có tác dụng ngược, và nó hại cái người đang làm hại mình. Cho nên mình không có sợ. Từ đây sao đừng sợ nữa nghe. Học chỗ này rồi không có sợ nữa. Đấy, học Phật tử rồi một người còn gì nó thưa thầy, con không biết người ta bảo bùa hay không. Đấy, thầy mới nói, sau này thầy sẽ nói một câu này nghe, là người ta không có bỏ nữa cô cũng u minh này. Chứ đừng sợ người ta bỏ bùa cho mình là mơ ám. Mà không bỏ bùa mình cũng mơ ám sẵn rồi. Thành ráng học đi, để cho tâm trí mình nó giác ngộ sáng suốt. Và cuối mong Đức Thế Tôn đại từ bi thương xót chỉ dạy cho con cái pháp tu thiền định hay là samatha, cũng khiến cho những người nhất xuyến đề miệt lợi xa thoát khỏi tà kiến. Nhất xuyến đề tức là người đoạn mất thiện căn. Con người không có thiện căn, cái đầu của người này nghĩ ra cái gì cũng là điều ác, không bao giờ nghĩ không có cái gì thiện căn, tức là không có căn lành. Những người này họ chỉ tồn tại ở trong địa ngục A Tỳ. Những chúng sanh này ở trong địa ngục A Tỳ ở đời này không có. Tại vì sao? Bởi vì thế gian này cũng có người thiện, có người ác. Có khi chúng ta cũng nổi giận, nhưng có khi chúng ta cũng hoan hỷ. Tâm chúng ta nó biến đổi khác nhau, có thiện có ác. Nhưng mà những người nhất chuyển đề thì hoàn toàn không có một điều thiện. Còn miệt lệ xa, có chỗ phiên âm gọi là di lệ xa. Miệt lệ xa tức là người thường nghĩ ra điều ác. Họ thường nghĩ thỉnh thoảng có một điều lành, nhưng điều lành rất là mỏng manh. Và họ nghĩ ra cái gì cũng là cái cách để làm cho người khác đau khổ. Không nói hành, nói xấu thì cũng làm sao để hại người này, hại người kia. Suốt ngày họ rối rít, họ chăm chỉ ở trong cái việc làm hại người khác. Đây gọi là miệt lời xa. Thành ở đây, Tôn giả A Nan thương xót cho những chúng sanh độc ác và những chúng sanh bị tà kiến điên đảo nó dẫn dắt. Cho nên ngài mong rằng Đức Phật nối ra những cái pháp tu thiền định để cho những chúng sanh như vậy thoát khỏi tà kiến. Sau khi thưa thỉnh xong, A Nan nằm vóc dìu xuống đất, toàn thể đại chúng kính cẩn trông chờ được nghe Phật, nghe lời dạy bảo của Phật. Lúc bấy giờ, từ giữa chặng mày của Đức Thế Tôn,
phóng ra hào quang bảy báu, soi sáng như trăm nghìn mặt trời. Thế giới chư Phật sáu điều rung động. Sáu điều rung động này chúng ta đã học ở nhiều các kinh rồi, thầy không nhắc nữa. Mười phương cõi nước nhiều như vi trần, đồng thời hiện ra rõ ràng. Thế này là sao à? Bình thường mình không nhìn thấy cõi Cực Lạc, hay là không nhìn thấy Đông Phương Dược Sư, mà giờ đây mười phương cõi Phật, Phật phóng quang, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tại vì sao? Chúng ta chỉ thấy đơn giản thế này: tất cả vô lượng quốc độ chư Phật đều không ngoài tâm, đều không ngoài tâm. Và khi tâm chúng ta nương vào ánh sáng, nương vào thân lực của Phật, tức là tâm chúng ta nó trở nên lắng dịu. Cái sự lắng dịu này nó tự khắc trùm khắp pháp giới. Và ở trong khắp pháp giới đó, quốc độ nào chúng ta cũng được thấy. Hình dung được chưa? Như vậy thì chẳng khác nào chúng ta trở lại với chân tâm của mình, và thấy tâm của mình là thấy khắp các quốc độ. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thực ra nếu như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cách tinh tấn, nhất tâm bất loạn, thì chúng ta cũng không còn biết quá khứ, không còn biết tương lai, không còn biết đây là ta bà và kia là Cực Lạc nữa. Vì sao? Bởi vì còn niệm niệm phân biệt đây là Cực Lạc, kia là ta bà, có ta niệm mà có Phật được niệm thì sao? Thì cảnh giới của nó chưa phải là cảnh giới viên mãn, mà cảnh giới con là cảnh giới phân biệt. Mà con là phân biệt thì con có Cực Lạc, còn có ta bà, còn có ta niệm, còn có Phật được ta niệm. Nhưng khi chúng ta đã nhiếp tâm không còn biết gì cả, thì tất cả đều chỉ là trong tâm mà thôi. Và ở trong tâm đó cũng là Cực Lạc, cũng là ta bà. Và trong chỗ này, nếu như tách thở mà niệm niệm Nam Mô A Di Đà, lập tức hoa sen nở ra và chúng ta rơi vào thế giới Cực Lạc. Thấy chưa này? Cho nên Cực Lạc nó nằm trong tâm của chúng ta, chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta đi về hướng Tây mới trở lạnh, nó lạnh hoài thôi, không bao giờ tìm ra được Cực Lạc đâu. Đừng có một khái niệm sai lầm như vậy về Cực Lạc nữa ha. Mười phương cõi nước chư Phật như là vi trần, đồng thời hiện ra rõ ràng. Đó là vì sao? Vì chúng ta nương vào thần lực của Phật. Thần lực của Phật trùm khắp pháp giới. Ở trong đó có vô lượng cõi Phật như là vi trần, thì tự nhiên các thế giới đó đều hiện ra rõ ràng. Do oai thần của chư Phật khiến các thế giới ấy hợp lại thành một cõi. Chúng ta đừng nghĩ rằng một cõi đó là đem tất cả gộp lại, mà là gì? Là nó đã đều huyển hóa biến ra từ tâm. Mà khi tâm đã trở về với nhất như, thì tự nhiên nó là một cõi bảy báu trang nghiêm. Trong các thế giới ấy, tất cả các vị Bồ Tát ở tại các quốc độ của mình đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Nghe Phật dạy cái gì? Sau hội thảo chúng ta tiếp ha. Giờ hết hơi rồi. Thưa quý vị, cho thầy vài phút để thầy họp chúng, để chúng ta biết cái chương trình hội thảo. Thôi, chúng ta hồi hướng cho nó bế mạc cái việc học pháp này, rồi chúng ta qua họp. Người